Vô đi. Dạ, bà có gì sai biểu ạ? Bữa nay ông không có ở nhà. Tôi ngủ một mình buồn quá, nên tôi muốn cô qua ngủ chung. Dạ. Con ngủ chung với bà chủ. Ở đây hả? Có gì mà ngạc nhiên vậy? Sắp thành người một nhà rồi, cô cũng nên thân mật với má chồng của mình một chút đi. Hay là cô còn thù tôi chuyện hôm trước? Dạ không có. Không có đâu bà chủ. Con làm gì dám để bụng bà. Vậy thì tốt. Tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng uống một ly sữa. Bữa nay tự nhiên tôi ngán, cô uống giùm tôi đi. Dạ. Dạ sữa của bà, làm sao mà con dám uống được. Tôi đã nói là tôi ngán rồi, cô không nghe sao? Hay là cô chê? Dạ, dạ con không dám. Không dám vậy thì uống đi. Uống xong rồi lên giường ngủ. Tôi mệt rồi, không có chờ được đâu. Dạ. Uống đi. Cô bị sao vậy? Sao tự nhiên con chóng mặt quá? Cô có sao không? Lại đây nghỉ đi. Nằm xuống đi. Thank you.
Đau quá anh hai ơi. Đau quá anh hai ơi. Xuân ơi là Xuân, em biết là mình đã làm gì không? Em giết anh rồi. Cái này là má biểu Xuân làm, Phượng đừng có giận Xuân nha. Không, không được, mình không làm như vậy được. Mình phải ra tay thôi. Xuân, 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 anh hỏi em có nghe không? Dạ nghe. Em đã làm gì Phượng rồi hả? Em đó, nếu như con chịu nghe lời má, con Phượng chắc chắn sẽ cưới con. Em đâu, em đâu có. Em đâu có làm gì Phượng đúng không? Em và Phượng chưa xảy ra chuyện gì hết đúng không? Anh biết mà, em là đứa em ngoan ngoãn, em sẽ không làm như vậy đâu, đúng không?
em với Phương làm cái gì? Mọi người thấy hết rồi. Em đâu nói lại được đâu. Tại sao em lại làm như vậy? Biết là anh với Phượng thương nhau mà. Nhưng mà em cũng thương Phượng mà. Tại anh hai không chịu nhường Phượng cho em nên em mới làm vậy thôi. Có chuyện gì vậy? Công nhân của láng 1 và láng 2 với láng mình bị bắt hết rồi. Bắt? Bắt là sao tao không hiểu? Chuyện là vậy nè. Tôi đi đâu vậy? Hiểu đi là đi. Cấm hỏi. Ông phải cho tôi biết tụi tôi đi đâu chứ. Tao đã nói với mày rồi. Tao nói đi là đi. Tao hiểu cấm hỏi. Mày muốn chết cho mày. Đi. Ai luôn hả? Cũng may là lúc đó em bị đau bụng nên đi ngoài, chứ không là giờ này cũng bị bắt luôn rồi đó. Nửa đêm lại bắt người một cách âm thầm như vậy, không bình thường chút nào cả. Em cũng suy nghĩ giống như anh vậy.
cho nên mới chạy báo tin cho anh gấp nè. Nhưng mày nhớ cây tuất chắc mọi người đi hướng nào không? Hình như là hướng tây, không phải hướng bắc. Không phải hướng bắc, hướng hướng nào? Mày chỉ luôn tôi sao tao biết được? Tại lúc đó đang trời tối, với lại em đang đau bụng đi ngoài nữa, đâu có để ý được đâu. Trời ơi, mày thiệt là, đáng lẽ ra hồi nãy mày không nên chạy về đây, phải đi theo con cây tuất dẫn mọi người đi đâu. Hồi nãy em cũng tính đi theo cây tuất á, mà cuối cùng em đổi ý á. Sao đổi ý vậy? Tự nhiên đâu. Em nghĩ nếu mà đi theo cây tuất rồi á, cây tuất mà bắt được em cái, làm sao em báo tin được cho anh? Nửa đêm bắt người một cách bí mật, rồi đưa đi một cách mờ ám nữa. Bọn Khải Duy muốn làm gì tất cả mọi người đây? Anh Hải, anh có nghĩ ra là ông chủ muốn bắt mọi người đưa đi đâu không? Anh vẫn chưa nghĩ ra nữa. Anh Hải, anh tính đi đâu vậy? Đi thăm dò coi cái tốt đưa mọi người đi đâu chứ đi đâu. Nhưng mà rừng cao su rộng bạc ngàn như vậy, lại đêm hôm nữa, mình biết đi đâu mà tìm? Thì cũng phải đi tìm thử chứ sao bây giờ, còn hơn đứa đây tao lo lắng. Hay là bây giờ như vậy, vết thương của anh còn chưa lành, cứ để em đi dò la cho, có tin tức gì em sẽ về báo cho. Tao đã nói rồi, không được là không được, ở đây lo lắng á anh chịu không có nổi. Vậy em đi với anh. Ừ, cũng được. Đi. Đi. Tình mộng xuống bão giông chôn vùi, giọt lệ sâu lặng thinh, ta khóc phân ly. Một bóng hiu hoành lạc trôi xuôi ngược về đâu. Nhân chiều đen chìm theo giữa dòng vô thương, thăm thẳm rũ cơn mê, rồi mãi mắng mẹ chiều tan, khóc duyên trăng thề. Người ơi có
nước giếng á, không có phạm nước sông. Trong nhà này á, má làm cái gì á, là chuyện của má. Còn tôi làm gì á, là chuyện của tôi. Tôi mong má đừng có nhiều chuyện mà can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Bằng không á, thì bao nhiêu bí mật của má tôi sẽ phanh phui cho mọi người biết hết. Bí mật gì? Tối dữ quá cho nên bây giờ ăn bù quá. Mày nói cái gì đó? Dạ. Sáng sớm tụm năm tụm bảy nhiều chuyện, không ăn đòn ngứa ngáy rồi hả? Dạ tụi con đâu dám nói gì đâu. Dạ thưa mợ hai, con đi làm. Đi mẹ. Dạ thưa mợ hai. Mợ ơi, mợ hai ơi, chết rồi mợ. Sáng sớm mà la bài hải, ông nội mày chết hay gì mà la dữ vậy? Dạ, không phải ông nội con chết, mà là bà... Dạ, bà mất tiêu rồi mợ. Bà không có ở trong phòng, vậy bà ở đâu? Dạ, con cũng thử chạy lòng vòng tìm nhà trên nhà dưới, mà không thấy bà ở đâu hết trơn á. Cái gì kỳ vậy? Con người chứ có phải cây kim đâu mà kiếm không có. Mợ hai, con tìm thấy bà chủ rồi nè. Bà tỉnh dậy đi bà ơi. Bà hai, con tìm thấy bà rồi bà hai. Trời ơi, tôi nói bao nhiêu lần rồi mà bà lãng tai không nghe hay sao? Già cả lẩm cẩm rồi, ăn xong thì mần ơn đi vô phòng nằm đi. Đi ra giường làm chi? Té một cái có phải báo hại người ta không? Dạ mợ hai ơi,
tụi con thấy bà xỉu ngoài giường á. Tụi con làm cách nào bà cũng không tỉnh. Không ấy mà hai qua coi bà có sao không. Cái gì? Té một đống ngoài giường luôn hả? Dạ. Dạ. Tụi con cũng không rõ nữa. Khi tụi con đi tới nơi á thì đã thấy bà. Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi bà! Bà ơi! Bà ơi! Bà đâu rồi? Bà ơi! Bà ơi bà! Bà ơi bà ơi! Bà ơi bà! Bà ơi! Bà ơi bà! Bà ơi! 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 Bà ơi! Mày thấy không? Không. Mới sáng ra bà đi đâu mất tiêu luôn. Không lẽ bà bị ma giấu? Ê, sáng sớm đâu bậy bà không à? Bà có gì ở đây? Không, tao nói thiệt á. Mày làm gì á? Tao nói chuyện mày bị ác khẩu hả? Bà kìa. Đợi bà sao vậy nè? Bà ơi. Có sao không bà? Bà ơi, bà có sao không bà? Tỉnh lại đi bà. Bà ơi, tỉnh lại đi bà. Tỉnh lại đi bà. Bà ơi, tỉnh lại đi bà. Bà ơi, đợi sao? Bà ơi, bà. Tỉnh lại đi bà. Dạ. Sao tụi bay không đưa bà ấy vô đi? Còn đứng đó nói giận lớn cái gì nữa? Dạ. Cũng không yên nữa. Già cả rồi báo hại không. Đi vô hâm con gà cho tao. Dạ mợ. Thầy Tư, má tôi bị bệnh làm sao mà từ sáng tới giờ thầy cứ khám đi khám lại rồi ngồi đó bần thần châu mài. Có một chút bệnh à mà cũng khám không ra nữa. Thầy làm thầy kiểu gì vậy? Không phải là tôi chẩn mạch không ra, nhưng mà bệnh tình nghiêm trọng, tôi đâu dám khinh suất. Bệnh tình nghiêm trọng? Vậy là má tôi sắp chết rồi phải không? Chỉ là tôi lo lắng cho má chồng của tôi thôi. Mợ hai, ra ngoài tôi có chuyện muốn nói riêng. Đi mợ. Có gì á thầy cứ nói đại ra đi. Đau bệnh gì mà cứ ấp a ấp úng, làm như thần bí lắm. Chuyện này rất tế nhị. Tế nhị cái gì? Già cả hết rồi, còn cái gì nữa đâu mà xí diễn. Có phải má chồng tôi đau nặng sắp chết rồi phải không? Ê, Mợ hai đừng có nói lớn tiếng. Lỡ bà hội đồng nghe được thì không có hay đâu. Tôi hỏi thầy, má tôi bệnh gì? Dạ, bà chủ bị bệnh nan y. Cái gì? Bệnh nan y? Đến tôi còn chưa tìm được nguyên nhân của căn bệnh. Nhìn sắc mặt của bà, tôi đoán là không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn mợ. Ừ. Làm gì mà té dữ vậy? Tí lại nhìn lén phòng của người ta nữa hả? Nói nhỏ nhỏ thôi, ông chủ mà biết được chết hết biết chưa. Đây, con đỡ tí dậy. Con đã nói với tía rồi, tía đừng có nhìn lén phòng của người ta nữa. Mà tía không chịu nghe gì hết, tía ngồi đỡ đây đi. Tía có đau lắm không? Đau mông thì ít, mà đau lòng thì nhiều con ơi. Đau lòng? Ai làm tía đau lòng? Ngoài má mày ra còn ai làm tía đau lòng nữa? Tía làm con hết hồn à. Nhiều năm vậy rồi mà má con không để lòng gì tới tía. Phượng ơi, tía đau lòng, tía muốn khóc quá con ơi. Tía say nữa rồi đúng không? Tía đâu có say đâu, tại con không biết thôi. Má con á, chưa bao giờ thương tía hết. Hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy luôn. Em định đi đâu mà tay xách nách mang vậy? Còn mong bế con theo nữa. Bế anh. Dạ được rồi. Má con em trong cơn hoạn nạn, may được anh cứu giúp và cứu mang. Nay má con em đã khỏe mạnh và cứng cáp. Nay má con em xin phép rời đi.
không dám làm anh bận lòng. Rời đi. Dạ. Tại sao phải rời đi? Tôi có thấy bận lòng gì đâu. Hay là tôi đã lỡ lời làm cho mình giận? Trời, anh nói gì vậy? Ơn anh em còn chưa trả hết, sao mà dám giận? Nhưng mẹ quá con cô, em tính đi đâu, ở đâu, rồi sống bằng gì? Dạ, hôm qua em có gặp một chị bán ở trong lòng chợ. Chị nói là cần người phụ bán, nên em đã nhận lời, tính tới để mừng cho chị. Nhưng thằng Hải còn quá nhỏ, em làm sao mà mừng được? Dạ, em có hỏi chị Nhung rồi, chị cho em ẵm thằng Hải theo mừng. Với lại thằng Hải cũng ngoan, bú no là ngủ thẳng giấc à, chắc không sao đâu. Em xin phép anh. Em đừng đi. Ở lại với anh, anh có thể lo cho hai má con em. Em làm sao có thể bắt anh lo cho má con em được, mình đâu có quan hệ gì. Làm vợ anh nha. Anh nói gì? Anh nói em làm vợ anh nha. Hay là em chê anh không xứng với em? Em như vậy tư cách gì để chê anh chứ? Nếu em không chê thì ở lại làm vợ của anh. Anh hứa sẽ thương thằng Hải như con ruột. Em biết anh là người tốt, nhưng em không thể nào làm vợ anh được đâu. Tại sao? Vì em là gái đã có chồng, không xứng với anh. Anh không để ý chuyện này, ở lại làm vợ anh đi. Anh tốt lắm, nhưng em không thể. Có gì mà không thể chứ? Tại vì em còn thương chồng em nhiều lắm, nên xin lỗi anh. Món nợ ân tình này, nếu có kiếp sau, em sẽ trả hết cho anh. Còn bây giờ, má con em xin phép anh. Má con em đi. Con không ngờ tía của con hồi đó lại tội nghiệp đến như vậy. Vậy á, má bỏ lên bờ, chắc là tía buồn lắm hả? Ừ, tía buồn tê tái, không muốn ăn gì hết. Chán đời quá, tía nhổ neo chèo xuồng đi chỗ khác luôn. Tía vẫn căm gan, không muốn nhìn mặt má con luôn. Nhưng mà tía làm gì mà giận má con tới căm gan luôn dữ vậy? Sao mà không giận căm gan cho được? Con người phụ bạc, khiến mình còn non ngày non tháng ôm con, nhảy xuống sông tự giận, vậy mà cứ chung tình, không đếm xỉa gì tới tấm chân tình của tía hết. Nhưng mà nếu là hồi đó, con sẽ đồng tình với tía về chuyện này. Mà bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Giờ thì con hiểu rồi, thương một người thì không dễ gì quên được đâu. Cho dù người đó có tệ bạc, xấu xa cỡ nào, người mình đã thương rồi thì cứ thương trong bụng hoài à. Chuyện này muốn đợi con nói tía mới biết sao? Thì đó. Nhưng mà rồi sao nữa? Cuối cùng má con có chịu lấy tía không? Ủa, không lấy tay sao có mày được? Vậy cũng hỏi nữa. Con quên. Nhưng mà lấy được má mày cũng đâu có dễ. Tía mày phải chạy chật hơn 5 năm trời bà mới chịu ưng. Mà cũng không phải là tấm chân tình của tía làm cho bà cảm động đâu, mà là gì? Là gì tía? Vì thằng Hải. Vì anh hai của con. Ừ. Quý. Dạ chị.
Dạ chị. Lấy tôi giấy khóm với mấy con khoai đi. Dạ. Nè nè nè, lấy củ đó đó. Rồi rồi, dạ, được rồi. Rồi trả tiền nè. Dạ em cảm ơn chị. Ờ. Bình. Anh Quý. Sao vậy em? Anh giúp em có với. Chuyện gì mà em quảng hốt quá vậy? Thằng Hải con em. Anh Hải giúp em với, chứ không để em chết mất. Có chuyện gì em cứ từ từ nói cho anh nghe. Em cứ nói vậy rồi làm sao anh hiểu được. Thằng Hải con em nó mất rồi. Hả? Làm sao mà mất? Nó bị bệnh gì? Lúc nào? Dạ không phải, anh hiểu lầm rồi. Thằng Hải con em không có mất. Nhưng mà em mới nói. Ý em nói á, mất á là nó đi lạc mất rồi. Trời ơi, em nói không đầu không đuôi, báo hại anh hết hồn. Anh cứ tưởng là. Anh Quý, anh đi tìm nó giúp em đi. Mất nó không biết làm sao em sống nổi. Thôi được rồi. Em bình tĩnh đi. Rồi nói cho anh biết thằng Hải nó lạc ở chỗ nào. Anh sẽ đi tìm nó về cho em. Dạ. Hồi sáng á, em đi chợ lựa cá cho bà chủ xong, quay lại á thì không thấy nó đâu nữa hết. Lúc đó em đã đi kiếm nó khắp chợ rồi mà không thấy nó đâu hết. Anh, có khi nào nó bị người ta bắt cóc không anh? Bắt cóc cái gì mà bắt cóc? Nó bậy không à? Thôi được rồi, bây giờ em ở đây coi xuồng đi. Anh chạy ù đi kiếm nó cho. Em muốn đi với anh. Thôi được rồi, đi. Sớm muộn gì thì cũng xảy ra chuyện thôi. Hay là về với anh, mình góp gạo nấu cơm chung. Em không thương anh cũng được, cứ coi như mình nương tựa lẫn nhau mà sống. Chuyện này em... Má ơi má, má cho chú Quý về ở với mình đi má. Ông Khùng đòi quăng con xuống sông luôn đó má. Con nói gì sao? Ông đòi quăng con xuống sông hả? Dạ. Chú Quý, về ở với má con đi chú. Ừ, được rồi. Con năn nỉ chú mà.
con sợ ma lắm. Tối nào má con cũng khóc hết. Đêm mà chú Quý, con năn nỉ chú Quý mà. Cũng đã 5 năm rồi, em cũng nên quên người đó mà tính chuyện của mình đi. Không lẽ em tính ở vậy suốt đời hay sao? Má ơi má, má ơi, má kêu chú Quý vợ với mình đi má. Đi mà má. Mình về nha con. Quan Hồ Tiết, không ngờ là Tiết con giỏi quá trời luôn á. Cuối cùng thì Tiết cũng cưới được má con. Tiết chỉ cưới được cái xác không hồn của má con thôi. 20 năm nay con không thấy tâm trí của bà để vô mấy cái bụi lại à? Bông lại mới là chồng của bà. Dòng do nãy giờ thì ra là Tí đang ghen. Nhưng mà ai lại đi ghen với mấy bụi bông lại? Mất mặt đàn ông quá à. Mấy chục năm nay rồi, má con quý cây lại hay là thương nhớ cậu ba kia, đối với Tí bây giờ bình thường lắm rồi. Tí đâu thèm ghen nữa chứ. Nhưng mà tại sao bây giờ Tí còn buồn? Tí buồn là tấm chân tình của Tí không bằng cái thằng nhóc con kia kìa. Thằng nhóc con nào nữa Tí? Tí nói má con phản bội bông lài với cậu ba, đi thương người mới khác rồi đó. Tí, Tí nói gì kỳ vậy? Má con thương người mới hả? Ừ. Nhưng mà là ai? Má. Thì ra là con ở ngoài đây trốn việc hả? Con có biết là sắp tới giờ cho cậu hai ăn cháo rồi không? Chết rồi con quên. Tí, tí nữa mình kể tiếp nha Tí. Giờ con đi trước nha. Nè, tí con ông có chuyện gì mà thì thao thì thục vậy? Thấy tôi ra cái lại lắm la lắm lét hả? Ông sao vậy? Cái chân ông bị gì hả? Buông ra đi, tôi tự đi được, không cần bà Vĩnh. Cái chân ông sao vậy? Đi được không? Bóp nhẹ nhẹ giống cái trời ơi. Già cả rồi, đi đứng làm ơn ngó trước ngó sau, nhắm mắt nhắm mũi đi chi rồi té vậy nè. Nè ông coi nè, cái chân giờ sưng tù vô rồi nè, ông thấy không? Tôi đâu có bị khùng nhắm mắt nhắm mũi đi cho té. Tôi chồm cửa sổ phòng cậu hai bị chợt dò. Nè, ông chồm cửa sổ phòng cậu hai Bình để làm cái gì hả? Tôi rình chứ làm gì. Rình? Ông rình ai hả? Rình bà chứ rình ai. Nếu không leo lên làm sao bắt quả tang bà đang âu yếm trai trẻ đáng tuổi con mình chứ. Ông Quý, nè, tôi hỏi ông sao ông không trả lời. Ông chồm cửa sổ phòng cậu hai Bình, ông rình cái gì hả? Thì tôi rình. Rình cái gì? Tôi rình cô Phượng với cậu hai. Cái gì? Còn Phượng với cậu hai hả? Đúng là bà này có tình ý với cậu hai Bình. Mới nghe thôi đã ghen rồi. Rồi ông thấy cái gì không? Hả? Thấy chứ sao không thấy. Trời, ông thấy cái gì? Không chỉ thấy trong phòng mà thấy ngoài giường, khắp nơi luôn. Tụi nó giản dị dữ lắm, chỗ nào cũng tranh thủ ôm ấp hôn hít đó. Trời ơi trời, trời. Sao ông thấy mà không nói cho tôi trời biết? Trời ơi, cái chân tôi bị chặt bà biết không? Ông làm Tí cái kiểu gì vậy? Thế con gái tư tình với con trai mà ông không ngăn cản, cũng không nói cho tôi biết là sao hả? Trai gái đâu mà tới tuổi yêu nhau không tư tình hẹn hò, mét bà làm gì? Để tôi còn kịp ngăn cản tụi nó. Ngăn cản? Tại sao bà phải ngăn cản?
Trời đất ơi, con Phượng mà lọt vào mắt xanh của cậu Bình là số hưởng, là phúc đức ba đời. Nói gì không nói, mắc gì phải bàn ra. Hai đứa đó, hai đứa đó không cưới nhau được. Tại sao không được? Ông chủ đã chấp thuận, bà lấy lý do gì bà không gả chứ? Tôi không biết. Nhưng mà dù tôi có chết đi nữa, tôi cũng không thể để tụi nó thành chồng thành vợ được. Cái bà này, yêu riết là loạn trí rồi hả? Bây giờ công khai danh dự tình cảm với con gái mà coi được sao? Ông nói cái gì vậy? Còn tôi, dù có chết tôi cũng gả con Phượng bằng được cho cậu Bình. Nhất định tôi không để cho bà sai vào con đường mê muội đó. Trời, con đường mê muội? Ông nói cái gì vậy? Tôi mê muội cái gì? Mê muội cái gì bà tự hiểu. Đừng bắt tôi phải nói ra những lời đau lòng xấu hổ đó, bà hiểu không? Trời ơi, cái thằng nhóc này không có ở trong phòng. Không biết học hành sao rồi. Phượng ơi, anh thương em. Nếu như anh không cưới được em, anh sẽ chết. Cái thằng khờ này đúng là quá si tình mà. Xuân, con đi đâu nãy giờ mà má tìm không thấy? Ủa, có chuyện gì vậy con? Giúp con với. Có chuyện gì? Nói cho má nghe. Con mới đi gặp anh hai. Bình hả? Con đi gặp Bình để làm gì? Con... Lâu lắm rồi mới thấy em quan tâm anh hai như vậy. Có phải là có chuyện gì muốn nói với anh hai hả? Anh hai đã khỏe hẳn chưa? Anh chỉ còn đau ở ngoài da thôi. Còn sức lực thì đã bình phục hẳn rồi. Có thiệt là anh hai đã bình phục sức lực hẳn chưa? Thiệt. Anh gạt em làm cái gì mà sao nãy giờ cứ hỏi câu này hoài vậy? Tại em sợ anh chịu không nổi với mấy lời em sắp nói. Em tính nói gì với anh mà sợ anh chịu không nổi? Em muốn anh hai nhường em Phượng lại cho em nha. Em nói cái gì? Em nói là em thương em Phượng. Anh hai nhường em Phượng lại cho em nha. Em muốn cưới em Phượng làm vợ. Anh tài giỏi, khỏe mạnh, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái thương anh, không giống em. Em có một mình em Phượng để thương à. Anh hai đừng cưới Phượng. Anh hai nhường Phượng lại cho em nha. Em năn nỉ anh hai đó. À, em xin lỗi.
Trước giờ em chưa xin anh hai chuyện gì hết. Chỉ lần này thôi à. Em đang nghĩ đó. Anh hai thương em, nhường em Phượng lại cho em đi. Được không anh? Nhà anh hai. Được không anh? Xuân à, chuyện tình cảm thì làm sao mà nhường được hả em? Em biết là anh hai cũng thương Phượng, nhưng mà em thương Phượng nhiều hơn. Em mà không cưới được Phượng là em chết đó. Em có xin ba cho em cưới Phượng. Ba nói là chỉ cần Phượng chịu ai là ba cưới cho người đó. Nên hôm nay em mới tới năn nỉ anh nè. Anh hai nhường em Phượng lại cho em nha. Em đúng là đứa em khờ khạo của anh. Anh hai có thương em không? Có chứ. Em là em của anh thì anh phải thương em chứ. Vậy là anh hai chịu nhường Phượng cho em phải không? Nếu là món đồ chơi hay bất cứ thứ gì khác thì anh sẵn sàng nhường lại cho em. Chỉ tiếc đây lại là tình yêu, mà tình yêu thì làm sao mà nhường được. Tại sao lại không được? Em hỏi anh câu này chứng tỏ em vẫn chưa hiểu hết được về tình yêu. Tình yêu không phải là một đồ vật để con người sở hữu. Đó là tình cảm của hai trái tim đồng điệu, là sự rung động tình cảm từ cả hai phía. Một người thì không làm nên được tình yêu. Nên cho dù nếu anh có nhường Phượng cho em thì chưa chắc gì Phượng đã chịu. Em hiểu không? Nhưng mà Phượng cũng thương em. Trước khi gặp anh, Phượng hay nói chuyện với em. Chỉ tại lúc đó má chê Phượng nghèo, rồi má mới đuổi Phượng về quê. Vì đuổi Phượng về là vì chuyện này sao? Dạ. Lúc đó em với Phượng vui lắm. Nhưng mà tại anh á, anh đã giành em Phượng của em. Không phải là anh giành. Tất cả là tại anh. Anh hai giành em Phượng của em. Nếu mà anh hai không nhường Phượng cho em, em hận anh hai suốt đời luôn. Xuân, Xuân à. Trời ơi, con điên hả? Má biểu con đi năn nỉ Bình hồi nào? Má ơi, con không hiểu. Con có biết con đi xin như vậy là mất mặt lắm không? Mất mặt con không có sợ. Con chỉ sợ không cưới được em Phượng thôi. Còn thôi đi, hở cái là thúc thích như con gái. Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ lên, con biết không? Nhưng mà anh Bình không có nhường Phượng như con. Con không khóc thì phải làm sao hả má? Bình không nhường thì con phải tự giành lấy. Con khóc có giải quyết được gì đâu. Làm sao con giành được? Anh hai thương Phượng nhiều lắm. Con thôi nói mấy cái chuyện này được không? Thương cái gì mà thương? Không đâu má, con nói thiệt đó. Anh Bình thương Phượng nhiều lắm, mà Phượng cũng thương anh Bình nhiều lắm. Có lần hả, con thấy hai người hôn nhau đó má. Thiệt đó má ơi. Đủ rồi, má không có muốn nghe con nói chuyện này nữa. Thật lòng là má không có muốn rầy con đâu.
Nhưng mà con cứ khóc hoài, con làm cho má rối trí, má không có suy nghĩ được gì hết. Má ơi, con không khóc nữa. Bây giờ má tìm cách, má tìm cách cưới Phượng cho con đi. Ông là con, con cảm ơn má. Dạ. Thằng Duy đưa đám công nhân giấu ở đâu? Mày điều tra ra chưa? Dạ chưa. Chưa à? Dạ. Hơn một tuần rồi, mày làm ăn kiểu gì vậy? Dạ, dạ em xin lỗi ông chủ. Dạ, nhưng mà hình như ông chủ Duy đã bắt đầu nghi ngờ em rồi thưa ông chủ. Nên cho dù là em có dò hỏi cách nào thì em cũng không biết ông đưa cái đám công nhân nó đi đâu hết. Thời hạn giao ngũ cầu xuân đã tới rồi mà vẫn không thấy thằng Duy qua đồng tình, cũng không lo lắng. Không lẽ nó đã mua được mũ của ai sao? Dạ, chuyện này là không thể nào. Đúng là không thể. Nhưng mà nó đưa đám công nhân đó đi đâu? Thật khó hiểu. Thời gian gấp rút lắm rồi, tao kỳ hạn cho mày 2 ngày nữa. Nếu mày không mau tìm ra tung tích của đám công nhân thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Dạ, dạ, dạ em biết rồi. Biết rồi thì biến đi. Dạ. Thằng này đúng là mưu kế đa đoan, nham hiểm khó lường. Muốn hại chết nó đúng là không dễ. Vậy không lẽ mình bỏ cuộc sao ông chủ? Bao nhiêu năm chờ đợi, cơ hội giết nó càng ngày chỉ có một, làm sao tao bỏ được? Vậy em chủ tính sao? Không tin thằng cai thuốc được, phải tự mình hành động thôi. Bây giờ thì anh tin em chưa? Cai Tuất hắn là tên phản chủ mà. Xem ra chuyện cháy kho cao su có liên quan tới ông Nam Hùng rồi. Có thể ông ta chỉ muốn tranh mối làm ăn với ông Duy mà đốt kho mũ cao su để ông Duy trễ công trà, mất uy tín với nhà nước Phú Lăng xa. Đúng là độc ác mà. Ngay cả Cai Tuất cũng không biết là ông Duy đưa chú Bệnh và mọi người đi đâu. Nhàn à, anh đang có cảm giác chuyện này có nội tình phức tạp đó. Em cũng thấy bất an trong dạ lắm. Chắc là anh phải đi gặp ông chủ Duy một lần. Nhưng mà vết thương của anh chưa lành. Anh không sao đâu, anh đỡ nhiều rồi.
chịu về thăm em sao? Cứu anh đi Hiệp ơi. Anh bị sao vậy? Cứu anh. Đào thiệt hả mợ hai? Tao rảnh lắm hay sao mà giờ này còn giỡn với tụi bay? Làm cái gì mà rùng mình? Có tao ở đây, tụi bay còn sợ cái gì nữa? Dạ mợ ơi, con thấy chuyện này đâu có liên quan tới anh Lũ đâu. Mình làm như vậy có phần quá đáng đó mợ. Ai biểu con Hiểm nó dám phá hoại chuyện của tao? Đúng là chuyện không liên quan tới thằng Lũ. Nhưng mà không mận như vậy làm sao mà đuổi con Hiểm nó đi được? Dạ, nhưng mà con nghe người ta nói á. Người ta nói cái gì thì kệ người ta, không có nhiều lời nữa. Lập tức đào mộ thằng Lũ lên, lấy cốt đổ xuống sông cho tao. Mà hay, xưa nay á, đào mộ mã người chết là đại kỵ đó mà hay. Dạ phải đó mợ, chuyện này con không làm đâu. Dạ phải đó mợ, con không làm nữa mợ ơi. Dạ con cũng vậy mợ. Đi về đi. Con không làm đâu. Không làm thì cũng được thôi, nhưng mà tụi bay á, lập tức cuốn gói đi ra khỏi nhà của tao. Tao sẽ lấy lại hết ruộng đất, không cho mần nữa. Coi tụi bay có cạp đất mà ăn hay không. Đứa nào muốn chết đói á thì đứng qua một bên. Đứa nào muốn tao thưởng cho số tiền này thì lập tức cầm cuốc lên đào liền cho tao. Có thiệt là ai đào sẽ được thưởng số tiền này phải không mợ hai? Đào nhanh lên. Ah!
Ai sao? Quả báo! Quả báo! Dạ, bà có gì sai biểu ạ? Bữa nay ông không có ở nhà. Tôi ngủ một mình buồn quá, nên tôi muốn cô qua ngủ chung. Dạ. Con ngủ chung với bà chủ. Ở đây hả? Có gì mà ngạc nhiên vậy? Sắp thành người một nhà rồi, cô cũng nên thân mật với má chồng của mình một chút đi. Hay là cô còn thù tôi chuyện hôm trước? Dạ không có. Không có đâu bà chủ. Con làm gì dám để bụng bà. Vậy thì tốt. Tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng uống một ly sữa. Bữa nay tự nhiên tôi ngán, cô uống giùm tôi đi. Dạ. Dạ sữa của bà, làm sao mà con dám uống được. Tôi đã nói là tôi ngán rồi, cô không nghe sao? Hay là cô chê? Dạ, dạ con không dám. Không dám vậy thì uống đi. Uống xong rồi lên giường ngủ. Tôi mệt rồi, không có chờ được đâu. Dạ. Uống đi. Cô bị sao vậy? Sao tự nhiên con chóng mặt quá? Cô có sao không? Lại đây nghỉ đi. Nằm xuống đi. Ah!
Xuân ơi là Xuân, em biết là mình đã làm gì không? Em giết anh rồi. Cái này là má biểu Xuân làm, Phượng đừng có giận Xuân nha. Mình phải ra tay thôi. Xuân, 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 anh hỏi em có nghe không? Dạ nghe. Em đã làm gì Phượng rồi hả? Em đó, nếu như con chịu nghe lời má, con Phượng chắc chắn sẽ cưới con. Em đâu, em đâu có. Em đâu có làm gì Phượng đúng không? Em và Phượng chưa xảy ra chuyện gì hết đúng không? Anh biết mà, em là đứa em ngoan ngoãn, em sẽ không làm như vậy đâu, đúng không? Em với Phượng làm cái gì? Mọi người thấy hết rồi. Em đâu nói lại được đâu. Tại sao em lại làm như vậy? Biết là anh với Phượng thương nhau mà. Nhưng mà em cũng thương Phượng mà.
tại anh hai không chịu nhường phụ thê. Nên em mới làm vậy thôi. Thật là dễ chịu Phượng à. Ừ? Em không biết là anh vui tới mức nào đâu. Tuy là em không biết anh vui tới mức nào, nhưng mà nãy giờ em thấy anh cười nhiều như vậy, em cũng thấy vui ở trong lòng. Cuối cùng thì anh cũng giúp được ba của mình rồi. Không phải chuyện nhỏ đâu. Để anh kể hết cho em nghe. Ba anh phải điên đầu nhức óc vì chuyện này cả tháng trời, tới mức phải sang Pháp để gặp ông chủ lớn để xin gia hạn ngày giao hàng. Em biết không, mỗi làm ăn này rất nhiều người ham muốn. Họ đang chờ ba anh để hạn hợp đồng, mất uy tín là nhảy vô giành đó. Ít bữa nữa ông chủ ông về thế nào cũng khen anh cho coi. Khen anh đó thì cũng phải khen anh hai của em nữa. Anh hai của em? Anh có làm được gì đâu mà khen. Công của anh hai em lớn lắm đó. Anh không ngờ là Hải lại có ảnh hưởng lớn tới anh em công nhân như vậy. Anh nói anh hai của em có sức ảnh hưởng lớn tới công nhân là sao? Em không hiểu. Là anh hai em nói cái gì là mọi người đều nghe theo anh hai em đó. Còn cách của anh, dù có hay cách mấy mà nói người ta không nghe thì cũng mừng thừa thôi. Mai lại có anh của em giúp sức. Không ngờ anh hai của em lại giỏi như vậy. Em phải về nói với Tiết, để Tiết hỏi phải là anh hai của em là đồ vô tích sự. Nhưng mà công đầu tiên trong chuyện này không phải là anh, cũng không phải là anh hai của em. Vậy là ai? Mà là em đó. Ừ, em? Ừ, phải. Em không chỉ giúp ba anh hoàn thành số lượng hàng đúng hẹn, mà em còn giúp cho anh thoát khỏi vũng bùn nhơ nhuốc, làm lại cuộc đời. Em không chỉ cứu vớt tâm hồn của anh, còn giúp anh thoát khỏi mặc cảm tội lỗi và cho anh mục đích sống trên đời. Nè, anh nói gì mà cao siêu quá à? Em không hiểu gì hết trơn á. Em á, chỉ là đứa nhà quê tốt học thôi mà. Cảm ơn cuộc đời vì đã đông đủ cho anh gặp được em. Phượng à, đợi ba giao xong đợt hàng này, anh sẽ xin ba cho anh cưới em. Đám cưới của mình đó phải thật là lớn, thật là lãng mạn. Trời, anh cưới em? Ừ. Anh đã bao đêm thao thức vì tình cảnh hạnh phúc này rồi. Anh sẽ xin ba cưới em, rồi mình sẽ xây một căn nhà nhỏ nhưng mà thiệt đẹp ở bên cạnh nhà của tí má em. Hai đứa mình sẽ có một cuộc sống với những tháng ngày êm đẹp hạnh phúc. Buổi sáng á, anh sẽ ra đồn điền phụ ba quản lý công nhân, còn em á, ở nhà nấu cơm chờ anh về ha. Cái gì mà em ngạc nhiên dữ vậy? Anh nói
y như thiệt vậy. Nhưng mà em nghĩ là không có được đâu. Ông chủ sẽ không bao giờ chịu cưới em cho anh đâu. Anh là con của một ông chủ rồi điền cao su lớn tiếng tăm, còn em thì chỉ là một người ở kiếm cơm qua ngày. Nếu ba anh không chịu, anh sẽ năn nỉ cho tới khi nào ba anh chịu mới thôi. Lỡ như anh năn nỉ hoài mà ông chủ không chịu thì sao? Thì anh sẽ ở vậy suốt đời. Sao mà được? Anh sẽ không cưới vợ, ở giá tới già. Ba anh nôn cháu nội thì mới chịu thôi. Cháu nội gì chứ? Anh nói bậy không à? Nè, ai nói em con là bậy bạ chứ? Anh nói thiệt cho em biết, anh mê con lâu lắm rồi. Làm vợ anh rồi, em phải sinh cho anh ít nhất là 10 đứa. Đúng 10 đó. Mười đứa? Nhiều lắm. Em không chịu đâu. Em không phải là gà. Vậy chứ em muốn mấy đứa? Em muốn gia đình mình có 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Ừ, thì nghe lời của em vậy. 4 đứa thì 4 đứa. Đứa nào nhiều chuyện, đồn tao tơ tình với ông hội đồng thân. Ông hội sao không nói? Tụi bay có lưỡi mà tụi bay câm hết rồi hả? Có tin là tao cắt lưỡi tụi bay không? Bây giờ tụi bay không nói đúng không? Tao đánh cho tụi bay chết. Ôi, hai sáng, cái gì mà rần rần vậy? Vậy tụi bà, không biết ai tung tin đồn á, nó mà hai có tự tình với ông hội đồng thân á, cho nên mà hai giận. Bữa nay á mà tụi bay không khai, tụi bay đừng có hòng ăn cơm nghe chứ. Con đi mà hai, con có. Mà hai ơi, cái đám tụi con á không có dám tung tin bậy bạ cái chuyện trong gia đình này ra ngoài đâu mà hai. Không có mà. Không tung tin cho người ta biết. Dạ. Mới sáng sớm tao ra chợ đã nghe đồn nhức cái lỗ tai rồi. Thôi, con đừng có nóng. Mấy đứa, tụi con đi vô làm việc đi. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn bà nhiều. Cảm ơn bà hai. Tụi bay liễu hồn tụi bay đó. Sáng, nghe má nói nè, muốn người ta không biết thì đừng có làm. Bao nhiêu năm nay chuyện con tơ tình hết người đàn ông này tới người đàn ông khác, nó đã trở thành đề tài bàn tán sầm xì của thiên hạ rồi. Huống chi người trong cuộc tự khai ra, không có nên đổ oan cho người ăn kẻ ở trong nhà mà tội nghiệp.
Má biết cái gì mà má xí vô? Má già rồi, nhưng má chưa có mất trí. Chuyện của con làm má không nói, chứ không phải là má không biết đâu Hai Sáng à. Ờ, má hay lắm, má giỏi lắm, cái gì má cũng biết hết á. Nhưng mà sao má có bệnh ở trong người á, má không biết. Con nói cái gì? Con nói ai nói má bị bệnh? Má nổi tiếng đa mưu kế sách, mà trong người má có bệnh, má lại không biết hả? Ý con nói là sao? Thầy Tư á kêu tôi đừng có nói với má, thì tôi cũng giấu má, sợ má buồn. Nhưng mà tại má, má cứ hỏi tôi hoài à, thì bây giờ tôi nói quịch tẹt ra luôn. Má bị bệnh nan y, không có thuốc chữa đâu. Nhưng mà không sao, tôi á đã dặn thầy Tư hốt thuốc tốt nhất cho má rồi. Tôi kêu tụi nó sắc thuốc rồi đó, má chỉ việc vô phòng nằm rồi tụi nó bưng vô cho má uống. Má ráng uống đi nha. Tôi đi đây. Con đi đâu? Tôi qua nhà chị Lẩm sên vài bàn. Ở nhà ngứa tay ngứa chân quá à. Bỏ hết cốt của anh Lũ vô cái túi này à. Coi kỹ coi, đã lấy hết chưa? Dạ hết rồi. Mấy cái chuyện này làm sao tụi con dám sơ suất? Tuy thịt da đã mục hết, nhưng xương cốt vẫn còn nguyên, không thiếu chút gì hết. Được lắm. Vậy là xong hết rồi. Mợ cứ yên tâm về ngủ đi. Chỗ cốt này á, sáng mai tụi con sẽ đem gửi vô chùa.
Ai, ai biểu mày đem vô chùa? Mày tại lanh vậy? Dạ, tại vì con thấy hồi đó giờ ai lấy cốt cũng đem vô chùa gửi hết á. Không có tưởng cái gì hết. Đem cái cốt này quăng xuống sông cho tao. Khuya rồi, con đi đâu mà về trễ vậy? Tôi đi đâu á thì kệ tôi. Mà già rồi mà sao mà hay tò mò quá vậy? Không phải là má tò mò. Mấy bữa nay đi ra ngoài nghe thiên hạ đàm tiếu toàn là những chuyện không hay không, cho nên má mới hỏi. Thiên hạ đàm tiếu về tôi đã nhiều rồi. Bộ má mới nghe lần đầu hay sao mà má thấy lạ? Mà má biết hồi nãy tôi đi đâu không? Con đi đâu? Tôi dắt đám gia đình, tôi đào mã thằng Vũ. Trời đất, con nói gì vậy? Tôi nói là tôi đi đào mã thằng Lũ. Tôi nói rõ ràng như vậy mà má không nghe sao? Trời ơi, tự nhiên đang yên đang lành sao mà đi đào mộ quốc mã người ta? Mấy cái chuyện động trời như vậy á. Con ơi, không phải muốn động là động đâu. Phải coi ngài, phải mời thầy cúng kiến đàng hoàng đó. Ngày tháng thầy bà cái gì? Tôi đem xương cốt của nó tôi quăng xuống sông rồi. Sáng, bố, con mất trí rồi hả Sáng? Sao tự nhiên đào mồ cốt mã người ta đem quăng xuống sông? Trời ơi, con có nghĩ tới hậu quả hay không vậy? Hả? Trước khi làm sao? Sao không hỏi ý của má? Hả? Không có tự nhiên gì hết. Tại vì con Hiểm nó phá hư chuyện của tôi nên tôi phải dạy cho nó một bài học. Mã thằng Lũ chứ mã ông bà già nó tôi cũng đào lên. Trời đất ơi, vô Phật, mô Phật, mô Phật. Ráng mà tụng kinh niệm Phật đi nha. Quá gì? Nhưng lúc này mợ hai không có đây, em trốn đi.
là tụi tôi không muốn đào mã của anh Lũ đâu. Nhưng phận tàu tớ mà, đâu có dám cãi lời chủ. Mà em cũng hiểu cái tánh M2 rồi đó, bà ác dữ lắm. Để đi chỗ đi, chứ để mai bắt được chết luôn hết. Đúng rồi, nhanh đi. Anh quyết định đi gặp một người thật sao? Hay là chờ thêm vài bữa nữa đi, em đang cho người dò la tin tức. Cũng đã hơn một tuần rồi, anh uống rượu quá, không thể chờ được nữa. Vậy anh tính đi bao lâu? Anh cũng chưa biết nữa, xong việc rồi anh về thôi. Lỡ ông chủ không nói cho anh biết đã đưa mọi người đi đâu thì sao? Em đừng có lo, anh sẽ bắt ông ta nói ra. Nếu không á, anh sẽ làm lớn chuyện. Sinh mạng của cả trăm công nhân, chứ đâu phải một hai người đâu. Anh Hải, anh cầm thêm một chút làm lộ phí. Thằng này tiền cưới vợ của chú mày, làm sao lấy được? Em còn để dành một ít, cho nên anh cứ cầm lấy đừng có ngại. Với lại em muốn chuộc lại một chút lỗi lầm. Lỗi lầm hả? Chú mày có lỗi lầm gì mà phải chuộc? Em có lỗi lớn lắm, nhưng mà để anh đi gặp ông chủ về rồi, em sẽ tha lỗi với anh sao? Nè, chuyện gì có vẻ quan trọng chị, em nói cho anh nghe coi. Thôi, cũng trễ rồi, anh đi đi. Thôi đi nghe. Ở nhà có chuyện gì á, nhớ báo cho anh liền đó. Dạ, anh lên đường mình đây. Em cũng chạy nghe. Dạ. Cảm ơn em. Bảo trọng đó. Xin lỗi anh, em vì tham sống sợ chết nên bắn đứng anh một lần thôi. Em thề là sẽ không có lần thứ hai đâu. Mà lén lén lúc lúc qua đây. Dạ con đâu có làm gì đâu. Con cái, tao thấy mày từ trong bụi cây đi ra, mày giấu cái gì trong đó? Dạ đúng là con mới ở trong bụi cây đi ra, nhưng mà con đâu có giấu gì đâu. Con vô trọng đi bỏ cái thứ ăn không tiêu trong bụng con ra. Ông cao không tin á. Đi con dẫu đi. Con ra mày. Mày giữ mặt cho tao hả? Tao như vậy mà đi coi mấy cái thứ thúi tha của mày à? Ai đâu? Dạ con đâu biết đâu. Mày lúc nào cũng kè kè với nó, mày không biết là sao? Dạ đúng là con mới đi chung với ảnh, nhưng mà lúc nãy con đau bụng, con chạy vô trỏng thì ảnh đi đâu mất tiêu rồi. Con mới bước ra thì gặp ông đó. Dạ chào ông. Cái tức, lại đây. Có chuyện gì á? Thì ra mày ở đây, ông chủ đi kiếm mày khắp nơi đó. Ông chủ kiếm tôi? Mà ông ấy kiếm tôi có chuyện gì không? Ít thủ chết rồi. Nè, thôi khỏi đi, lên xe cho nó lẹ. Mày về lát đi, lát tôi về sao? Bà kia, lại đây. Dạ. Mày lên xe. Thôi, để cho nó đi bộ đi, cho lên xe chi. Tao biểu lên xe là lên xe, đừng có chạy vòng. Đi. Thank you.
có mưa, mưa đừng gầm tôi sợ lắm ông ơi. Cơm nước xong chưa, ra ngồi đó vậy. Cái bà này, bữa nay bà sao vậy? Tôi hỏi sao không trả lời, có nghe không? Ê! Hả? Ông nói gì tôi không có nghe. Tôi có nghe gì đâu à. Mà ông làm cái gì, ông cứ lây quay ở ngay cây cột đó hoài hôm qua nay vậy? Đây là cây cột thu lôi đó bà. Cột thu lôi hả? Cột thu lôi là cột gì? Trời đất ơi, cột thu lôi là cột thu lôi chứ gì. Bà hỏi câu khó trả lời quá à. Nói rõ vậy còn hỏi gì nữa. Ủa thiệt là bà không biết cây cột thu lôi đó để làm gì hả? Chàng ơi, dưới quê đó giờ tôi có thấy cột thu lôi đâu mà biết. Bà đúng là quê một cục thiệt chứ. Cây cột này á, nói theo kiểu dưới quê á, là để dành chống trời đánh. Còn ở đây á, người ta kêu là chống sét đánh, hiểu không? Sét đánh hả? Tự nhiên dựng cây cột lên rồi cho sét đánh à? Đó. Ông trời ông linh quá ông ha. Cây cột này á, vừa để thu sét đánh từ trên trời, mà vừa làm cho cái nhà không bị trời đánh hư. Bây giờ bà nghe kịp chưa, hiểu không? Hiểu rồi. Mà ngó bộ á, mùa mưa năm nay á, không có giống mọi năm ông ha. Ông trời ông cứ gầm miết, thổi gió lớn là mây bay hết trơn hết trọi, không có chịu mưa. Hạn bà chằng lâu cái kiểu này á, năm nay có bão lớn cho bà coi. Bảo lòng chưa đủ nữa sao? Mà còn bảo trời nữa hả ông? Ông Quý, bà Bình, ông chủ kêu đi vô nhà trong để dạy việc kìa. Ờ, dạ. Ừ. Đi vô, đi vô, vô. Thôi, lẹ đi, lẹ đi. Dạ thưa ông chủ, cho gọi vợ chồng tôi. Ủa Phượng, sao con quỳ vậy? Sao vậy nè? Nghe cho rõ đi. Hôm trước tôi vắng nhà, chuyện gì đã xảy ra? Trời! Không hết rồi hả? Con Phương, mày làm gì với thằng Xuân? Dạ thưa ông chủ, con... Nói! Dạ. Con không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con chỉ biết là bà chủ kêu con vô phòng. Khi con mở mắt ra thì... Dạ tôi xin lỗi ông chủ, nhưng mà chuyện này á, không thể đổ hết lỗi cho con Phượng. Nó là con gái, nó đâu có quyền chủ động trong tình cảm. Thưa ông chủ, ông bắt con Phượng nãy giờ quỳ lâu lắm rồi, xin ông chủ cho con Phượng đứng lên. Ông dám trả treo với tôi hả? Cái lá gan con chắc không nhỏ đâu ha. Thưa ba, chú Quý nói đúng mà. Trong chuyện này em Phượng không có lỗi. Ba cho em Phượng đứng lên nha ba. Ba, con cũng xin ba cho em Phượng đứng dậy đi. Em quỳ nãy giờ cũng mỏi chân lắm rồi. Một khi chuyện này chưa giải quyết xong
thì con Phượng nó vẫn phải quỳ ở đó. Không ai có quyền xin xỏ. Vậy ông chủ giải quyết luôn đi. Vậy bây giờ ông muốn tôi giải quyết làm sao? Thưa ông chủ, con Phượng nó là con gái của tôi. Tôi cương vị là tía nó, tôi sẽ gả nó cho cậu Bình. Không được, không được. Cuối cùng thì bà cũng chịu lên tiếng rồi hả? Tại sao không được? Trời! Dì nó đã ăn nằm với thằng Xuân rồi. Mọi chuyện nên để kết thúc ở đây đi. Gạo đã nấu thành cơm rồi. Để cho thằng Xuân cưới con Phượng là xong. Không được. Bà chủ, không thể như vậy được đâu. Con không thể làm vậy với cậu ba đâu. Vậy con đã có thai với cậu hai rồi. Có thai với anh rồi sao? Má sao vậy đây? Má bình tĩnh lại. Má, Bảy ngồi đây đi. Con biết gì không có khỏe trong người, nhưng ngoài gì ra con cũng không biết giờ ai hết á. Con không phải ái nái gì hết. Giúp gì được cho con Bình là gì không có nệ công. Nhưng mà có gì thì con cứ nói từ từ, để gì nghe không có kịp. Dù quên, chắc tại con vừa nóng vừa thương nên cô mới nói ào ào vậy. Dì à, tóm lại một câu á, dì làm ơn dì khuyên vợ con giùm. Biểu nó nghe lời ông chủ, gả con Phượng cho cậu hai Bình đi. Chuyện tốt vậy mà sao nó không chịu gả? Vợ bay chắc nó mất trí rồi. Thôi được rồi, để đó dì khuyên giùm cho. Chuyện này con chỉ nói cho một mình dì biết thôi đó. Chuyện gì? Dì làm ơn á, vì lựa lời vì khuyên giải vợ con giùm. Nhưng mà chuyện gì mà ngó bộ bay hệ trọng vậy? Nói gì nghe coi. Vợ con nó không chịu gả con Phượng cho cậu hai Bình anh là gì? Vì sao? Vợ con nó có tình cảm với cậu ấy rồi dì ơi. Cái gì? Trời đất ơi, bay ghen quá rồi, quá khùng hả? Cái chuyện quan đường vậy mà bay cũng nghĩ ra sao? Con không có quan đường đâu. Sự thật là chính mắt con thấy mà. Vợ con nó thương cậu Bình lắm dì ơi. Nhưng con biết chỉ là một phút bồng bột nhất thời thôi, nên con không có chấp. Vì lựa lời vì khuyên vợ con giùm đi. Bây càng nói á, tao càng khó hiểu. Mà thôi được rồi, để hồi tao vô tao dò ý tứ của nó coi sao. Dạ, vì coi vì nói giúp giùm con, con đội ơn gì lắm nghe. Nhanh lên đi, làm cái gì vậy? Lẹ lên, lẹ lên. Nhanh lên đi. Thằng này nè, lẹ lên nè. Sắp xếp cho gọn nghe không? Cái ông này, nhảy lên. Làm cái gì vậy?
Ông ơi, bằng liên tục mấy ngày nay mọi người ai cũng mệt mỏi. Ông có thể cho mọi người nghỉ tay uống chén nước được không? Dạ, đừng có nhiều lời. Mới có một chút á là đã than khát rồi, không có nghỉ ngơi ăn uống gì hết á. Nhanh lên liệu hồn nghe ông già. Giờ tới ngày mai á phải chuyện đủ số cho ông chủ, nghe không? Đi đi. Xếp gọn vô nghe không? Thằng kia, nhanh lên đi. Lẹ lên, lẹ lên. Ở đây là ở đâu? Tao nói thiệt là lạ, không giống như những lần trước. Vì chuyến hàng này á rất là đặc biệt, không thể cho người ngoài lọt vào. Chuyện này rất là hệ trọng. Ngoài tôi, ông chủ và anh ra, ổng không cho ai biết. Ngay cả thằng Cai Túc á, ông chủ còn giấu. Anh nên cẩn thận mồm mép đó. Tôi biết rồi. Còn đây là danh sách đám phu sẽ hộ tống chuyến hàng đi Sài Gòn. Ông chủ biểu tôi đưa cho anh và dẫn. À, tôi hiểu rồi. Ông chủ á thiệt là cao kiến, một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Không được, xin gì, tôi xin gì đừng làm như vậy. Tôi sắp có con rồi. Tôi xin gì hãy quên đi đoạn tình tội lỗi đó. Tôi năn nỉ gì đó, vậy hãy buông tha cho tôi đi. Đó chỉ là phút bồng bột tuổi mới lớn, chỉ là thú vui thể xác đầy tội lỗi thôi gì à. Với mình là đoạn tình tội lỗi, nhưng đối với tôi đó là tất cả. Mình có biết những tháng ngày được mình yêu là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi không? Giữa bế tắc lạc lõng, sự xuất hiện của mình khác nào là một anh dương. Mình là chiếc phao cứu cánh của đời tôi. Tôi đã sống những ngày thật đáng sống. Tôi không yêu gì, tôi chỉ yêu mình Phượng thôi. Không, mình, tôi không có tham lam giành trọn con người của mình đâu. Mình cứ sinh con với Phượng đi. Mình sinh con rồi mình sống hết cuộc đời của mình. Tôi không cần danh phận, tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì hết. Chúng ta trở lại như xưa nha mình, nha, làm hai con ma vui vẻ nha mình. Mình ơi, đừng bỏ tôi. Không được, tôi không thể nào như vậy được. Vậy đi đi, tôi không thể nào mang tội với ba, với Phượng được. Không, vậy đi ra ngoài đi. Không, mình ơi. Dám nói dám làm, đừng còn ép tôi. Tôi sẽ khiến cho gạch đá cùng tan. Tôi chết nhưng cũng không sống được với ba của tôi đâu. Vì đừng có năn nỉ nữa, tôi sẽ không nhường Phượng cho thằng Xuân đâu. Nãy giờ nói xong chuyện rồi, mời gì ra ngoài kéo mọi người trong nhà thấy.
lại nói là mẹ kế với con chồng là không hay đâu. Mời gì?